hay bông phôi mình đã chăng lẽ nè khá vây quật đôi chị ở sơ chi chờn và mạn tê thở mà dụ sam sập chân nằm ở đây mà tách quật chụp ảnh ha chật kê ảnh ha chẳng khăn ngon anh ấy mình mệt bọc con một pi ảnh ha đại dương cô du dương cho du tại một mối kề cứ ảnh ha thôi mỗi nước cứ mau bị ca đại dương chơi được buộc quật bàn trầm trừ chẳng view ai vừa ở ảnh ha chẳng khăn ngon dương vi chư vi chơi tại chỗ rồi làm rai dọn bàn chạm vào lòng pi bù kề như dương chơi tại cơ tham mau bị dương bọc con là bỏ chạm ngay dương cho dương cô du tự vừa miền ảnh ha này về đại dương kinh buộc thò mặt đa tới vi miền ảnh ha cầu người có đọt đong khôn dương tới tiếng mù nên chụp ảnh ha đang pia lỡ nâng tới dương ở chạm vào lòng tê tha vì chụp ảnh ha ấy khá là tâm bất ảnh này cứ chụp ảnh ha thông mùi này sau có phiền bao dương bà sân chỉ bóng phong ôn đại quạt phi dương phra phra phục đại kinh minh côn ở phía bình mà ngay tầm mấy tháng ngay đôi chì vì phần lật lăng máu mình xâm rạp đông khuôn bao dương thư vừa dương cao thư vừa dương đọ chân nó bây giờ dương phra phra vì mình ảnh ha cao khăn ông ảnh lịa tật xa lạ chứ khăn ông pin mà tháng ngay tầm mấy tháng ngay chân vì bà co tờ chìa ảnh ha thông từng ngày một đôi chìa dương chụp ảnh ha ở thơ đó thân ạ dương thở vẹt cắt rư có ở dương bà bạ nơi khăn ông ca ở rù nơi bà trăm ngày bao dương tụ bây giờ dương bà co ca nghiệp xem xem có việc nghi sửa đúng chân ảnh ha đại dương kênh chừng mùi nồng phục đại kênh xong ba thơ vừa khăn ông dương cao nâng hai chìa ảnh ha thông đại bằng co ở dương mình ảnh ha lịa sở lạ rư cử dương chư cho ông khăn ông pin mà tháng ngay tầm mấy tiếp đà ra qua đà miền xì chùm rớ nâng chụp bàn lụa nhưng mơ khơi thà bông phô ôn dương phía chờ nó quạt sốc chật sell lôi hạ sấp mà rồi đờ lá đậm bây giờ tinh phục thọ mà đa quá hiên chân này tinh phục sọc phía tê bàn tay nó bây để quạt chụp ảnh ha chân khăn ông ali sẽ lạ quạt thở chân này lôi rộp rồi đờ lá đậm bây từ vẹt cắt chân nhung cất hà bóng phôn dương ọt cua tục đo miên ảnh ha nắng tê dương thở chưa đưa được bụi ban trầm trơ sân chi viên dương chân này lôi rộp rồi đờ lá từ thưa ca vẹt cắt nó bây để dương chụp ảnh ha hỏi hai bóng phôn ọt bà bãi vô tê rồi viên phục sọc phía chân mùi nâng phục thọ mà đa sao mẹ phục sọc phía để bóng phôn coi tới cư vi mẹ nằm theo vi smile ó ta bây giờ đã luôn kén cái này để hiện nguồn chứng cứ việc đó từ hàng khổng bằng tay cả lạnh đã xa cứ nơi mà thông đàn chân vi để xa lùng nâng này đoan luôn bao dương chả với vội mà khăn yên mình vội chứ không chuyện cái bằng tay xa mẹ bập hết bục thông đà vinh nơi bây giờ cô cứ việc đó sở tờ tiếng ớt hay nơi bây giờ kênh cứ việc hò tờ tài mà đồng chân cả ta đi hãy để vội đoan luôn dương chân không bao dương bình bình hà rồi liệt bình bình hà cho có rối biển ban thổ cho mùi nâng ở cái chân co cho mùi đoan luôn dưới miền phía mà khăn yên chả chân bóng ôn thử bình đất ở chỗ ban cho bác cổng xeo thẩm lôi ha sập hốc sập đó là đầm bay cơ thể vi thay buộc sọc phía bên buộc thò mặt đa chả chân dương chân này lơ khi bận tay và tay vi phở ban dù hay bây giờ tụ ban sọc phía lõ một căn dương tượng ở khi bên phòng đa buộc sọc phía cứ phải lật lăng tam bảy hà sọc phía này để còn bên bảy hà kỳ lỗ thôn chưa chân khăn ông chưa chỉ cái mình mệt mũi bảo hết nâng cứ phải ban tiếng cái lỗ lơ tiếng cái lỗ thôn tiếng cha tiếng khmer như thế chân chỉ tụ tơ buộc nên lơ bị phục lộ mà than được khăn ông than liền này tức cứ cái phải lật chưa ra bảo hết mệt tên đai sơ mẹ đầm rơi tới tam bảy hà xem xem người bảo tại để chôn sơ mẹ chăng đôi chia nẹt để quạt vây cái đá cua để bảo bài na hay mình đủ chạm để quạt chơi chữ cái chữ khăn ong cua để bảo na hay comment nâng cua để chơi được bài na sao mẹ bảo hết bút sốc có phép cứ phải đặt lăng giang bị xé sao mẹ đo chun từ nẹt để quạt ở cổng bông tại chu pành ha chăng khăn ong quạt bảo bạn được khăn ong ca kênh cha lơ cả lố đại bảo bạn khăn ong ca chơi được bút kênh bông ôn để quạt chia tu tới quạt cả tha cả để tinh bút cứ dương tinh bài na của dương ai bảo bạn này phần tai bảo sân thì dương chơi được bạn trầm trớ nu nâng thua ở dương chu pành ha chơi chữ cái chăng khăn ong rồi có dương miền pành ha cao khăn ong rồi gọi liệt chân khăn ong từ ngày khỏi có thả bàn đài bà cái nhà cho person mà bong bong bao nhiêu quạt miên pành hà sơn lạ có đôi chia pành hà cho ăn con bà quạt rồi mà hơi nó bị được quạt trăng prau buộc sọc phìp ta sọc phìp bà quạt đài trôm rồi mà hơi nâng ai cắt mà thôi mà quên đài tì chả sao mẹ bà phết buộc sọc phìp cứ vật chỉ ai chui bán nó bị để bong bong chui pành hà hơi bàn tay dân cây nó lên buộc sọc phìp tức cứ vì ai chui cắt mà thôi pành hà chứ khăn ong chứ chỉ cái pi mũi thằng ngày tờ mũi thằng ngày hay chứ bà sẽ cứ chui đầm rong chẳng khăn ong dân làm một mình mà tôi tự với bà sân chỉ bong bong quạt chia riêng mà bà bảo sốt hạt pran hay quạt nơi tại bà phục được khi mình còn ở phía phổi khăn ông quạt đỏ hao nhá tụ bây chỉ quạt chầm này ở tròn và nát có vị ăn bát đại phổ đời xa tại dương ăn ban chưa được rơi cho mùi nồng phụ đại chui đầm rong cho ăn khăn ông dương tề chăng ở cả ta thành ở nừng đại bom phổ ăn ban bình đợt đi hai đại phổ ở cho ăn khăn ông dương miên pành ha hai dương ăn ban bị nứt có đôi chi ăn ban chưa được rồi ban trầm trời chăng tụ bây chỉ dương không chầm này lôi từ tinh cho mùi nồng ở thanh nam pe rồi có chầm này pe hạt pran có vị ăn ban là thả bây giờ mà quên đài đời xa tại mơ khơi bị pành ha đi hai ban chỉ ក្រុមហ៊ុនធំធំនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងព្យាយាមផលិតពូកសុខភាពនេះឡើងដើម្បីជួយទ្រទៅលើបញ្ហាកេងព្រោះដោយសារតាសម្រាប់យើងភិកច្រើនគឺយើងចំណាយពេលកេងទៅលើពូក
chân này bị mũi tầm bẩn bảy máu ngày chân cana đã dưng trầm cha chơi được bộ ban là o nô pành hai chân khăn ông dưng cứ bộ cát chỉ chư hay nơi bờ đây dưng cạo mà vẫn cứ bộ cát chỉ chụp pành hai chọc rồi vậy chân chập bị ngay đi tới bông ôn một nương thưa ca chơi được chụp mũi nương phật tập hoa prapra một nương chơi được chụp mũi nương bộ hết bút cua tại bị đất ở ban trầm trơ cha hai sao mẹ bộ hết bụng đi mũi nương bông ôn thở mơ tăng bị sạch khẳng lơ cha mơ bị côn ở phía bút than tao viêm miên phía thôn cha miên tăng đa rửa o cha chụp phật tập hoa đại ca vi shop nương cứ miên côn ở phía bút miên iso rồi có miên bộ hết trầm trơ rửa o hai cái nơi miên bông ôn mà chấm nún tốt đã quạt ở toàn do bị bệnh hà đi quạt chè tật cơ thể ao tại chưa bỏ hết bút cứ bỏ quạt chỉ para bạn đôi khi hai bữa sân chỉ bong phôi chẳng đằng căn tại chỗ mà chẳng đằng tha tao bỏ hết bút sau cái phim miền bỏ hết bài nè khá hai tao para bạn xem đẹp nè cái lỗ thun cái lỗ sa bài nè chẳng thử chơi một căn thanh điện này dương đường thưa ca này nó mới cầm mình chút bong phôi tha tao dương miền bỏ hết ở với xem đẹp phở tận nè đại miền vây chấm na ai dụ chớ nè vây cận đa đôi chữ miền bỏ hết ở với đại xem đẹp para tận căn nè lơ cái lỗ chẳng chẳng đằng căn tại chỗ mà cứ bong phôi ăn chơi một căn showroom thanh điện này ở lớn này hay nơi cầm hôn thanh điện này dương mình mến chết tại trong ban lôi bị bong phôi tự ăn kia tệ dương thử ca ở bong phôi tự tu ban sọc phim lo nơi pet đại chơi một tinh chơi mùi nông phật tập hợp bị khang dương chẳng dương thưa ca này nom chun chẳng chớ ba lo tha tao bong phôi cô tại para para ép nè mà mẹ cái lỗ quạt bên đấy cô tại phở này cứ thở tại phở à bà phê đại tại lại thay rồi có nè đại quạt vây chậm nát quạt thở tại phở bà phê tại lại đại thao dương thổ ban thẩm ban sập cái lỗ rồi có sao mẹ con không yên thế chân dương miên bà phê xem xét cho bà lo trầm trơ sao mẹ nè đại quạt ayu chớn cha nè đại quạt cái lỗ thôn dương miên nai nom chun bông phôi nhàng chớ bà chân môn nằng para bông phôi thở tại tu ban ca nai nom trầm trơ mình mui bà phê cứ sốt sưng tại para ban group mình group khnì thế chỉ thôi mà đa bông phôi tôi sẽ nói chuyện ออก khnì cái tha ao tập buộc sọc phep cứ kinh ban tặng ออก khoa tha vây phần man té ao tập buộc sọc phep cái tha tật là ออก bàn tay nộp về để dương ban đập cái nhà nết ra cái nhà ban thưa ca bỏ sai một nít từ dương đằng thả buộc sọc phep cứ miên tụt tam phai là bỏ vì vây phần man cái lỗ phần man cái mày dụng phần man dương dọc mà kinh tới ban sọc phep tật lập một vây ban được không ngày ní cầm cang nghiệp tại đài TV đã bao dương có ban chụp sông phep đập to chỉ mùi nằng cái nhà đại chiên ai cái tên mưa rục nô không cầm hôn thanh đi đàn nít đại chỉ cầm hôn lụ phục sọc phep chỉ tràn một phết nô không bắt tay cầm chìa bao dương và sầm lấp cái nhà tôi vinh ta cái nhà yota sầm lấp bom ôm bị chìa bồ đốt nô không bắt tay cầm chìa bao dương sập ngày ní ta chung nuôn phần màn phía rồi đại để cọt vô đăng pì pành hạt nòng cá kinh pô cọ đốt tiếp đà ra qua đầm miền si chấm rớ nắng chụp ban lụa bà chìa đầm bóng cho ai cái nhà này nôm khôn mình tịch mò cọ đốt chìa cục bục sọc phep tặng ó ta dương ó tập bục sọc phep dương prà ban tặng ó rưng mùi cọ dương prà tự tam bắt phết bục nỉ mùi nỉ mùi đài cha chỉ biểu số bóng nhưng trong chùa này trá chỉ bộc lực này luôn nơi khung cầm hôn buộc thanh điện này phong đài hay xem đẹp ở bẹp bon chùa mùi nắng bảnh hà buộc đài miền nơi khung thanh điện này cướp bộc hết cứ dương miền xem đẹp đầm rơi para từ tam vây chùa mùi nắng bảnh hà sọc hiệp nẹt đã quạt miền bảnh hà lơ kỷ lô rồi còn nẹt đã quạt bạn nơi khung cang kính cứ dương miền tam bộc hết xem đẹp chơi rơ bà ta cái nhà ai chùa mùi ban thiết tha xem đẹp buộc sọc hiệp nắng buộc thò mà đài này tao vi miền ả thà bị cho khóc nia giằng đôi mà đạch đài cha xem đẹp bảnh hà nắng nhung trong và chạy từ căn bóng bồn tảng đi xem đẹp bộc hết buộc thò mà đài chúng mùi nồng bốc sọc ở phía bắc cứ bộc cát chỉ khóc khịa đã tạm đông tăng pì rubrien kháng krau chả hơi xem đẹp bốc thỏm mặt áo vẫn cứ tay kháng khéo cựa kẹ ban phần lật lang đòi sầm rập sầm ráng tề đại bộc hết cần mặt kháng khéo nương cứ avi an miên bảnh ha hôi thủ lý đại dương mượt khơi nương phần này tờ tê tề đại viết vội pa po đào bảnh ha phần đằng ha âm chụp chụp bảnh ha à lẹo gì chúng mùi nồng sọc ở phía bắc dương hai cái đôi chia kháng khăn ông vẫn cứ ban phần lật lang xem đẹp tro trong khăn ông ban là o tề khi miên tặng đà trầm trơ nập về dương kê nghe được có dương coi tức vì mình ban thỏ đong khluôn dương tề đôi chia dương coi tức cứ bị đạ từ tảng sông dương kê tức cứ bị đạ từ sông chứng bảnh ha chặt kê chả cái chân co bao dương đong khluôn bao dương cứ bậc cao chia ắt smart khi ắt thua ở dương miền bảy hà sùn ở khung cảnh kinh tế vận tải xem đẹp buộc sọc phep vẫn tiếng rụp riêng khẳng cao chả tiếng tây khẳng cao cứ dương phật máu vị ban trầm trở chả ắt miền bảy hà hôi đại chia bảy hà thua ở ba bộ đã sọc phep rồi có ắt miền bảy hà đại bông phôi tặng ở khnì thua tới ắt miền bảy hà thua ở ba bộ tặng đà phơi đằng hà rồi có ai lẽ gì rồi mọi chuyện một bài dương tôi bây giờ nè đời có miền bảy hà chấp phật phật tặng cam có ắt miền bảy hà đại phổ đời xa ta phật tập phật buộc sọc phep cứ kê phật lật lang máu xâm rập xâm ràng chả ắt miền bản tham sa đại thiệt kỳ mi chả สำหรับเมรุบาลละอ้อกาปีบัตรีนังสัตว์ละอัดให้จิบเซ็คือไต่ขังขนมคือผลัดลางมอดไดมินสตองดามินคนอภิปรมเตอร์จีผลัดพอดไดมินไอเอสโอจังเนอร์ไปได้ยังเก่งจ้ะคือวิตรอจังขนมบาลละอ้อจิบเซ็คือเหมือนทวายยัง
khẩu một vinh nó phải để dùng miên pành ha chưa 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 ăn khăn nóng cứ chua pành ha cho rồi nó phải để dùng khẩu một vinh tay chân mong phụ ôn một lần thử bình đợt đại ban chắc bác rồi viên phục sọc hết cho mùi nâng bập hết phục thò mặt đà bà xâm lạc của nhà tôi với ta cả nhà vô tha xâm lạc bóng phụ ôn bởi chí bố rốt nó không thể cảm chết bỏ dương sắp ngay này ta chung luôn bởi màn phía rồi đã để gọi vô đăng bì pành ha khăn ca kênh phụ có đôi chia pành ha khăn ca chưa rơi phục đâm bay sọc hết bà phụ cột cha xâm lạc bóng phụ ôn đại quạt nơi khăn tí cơ nông bánh hay nâng nơi ta mà đa khai thông thông môi chùm nuôn quạt bàn dô chở này dô đăng bì pành ha sọc hết nơi phụ đời xa ta quạt miên xâm lạc chắc cổ xa quạt đợt lọc miên bọt bì sao chùm mùi nâng ca pra phục đại khai miên cùn hợp hiệp trầm trừ hay phở tơ miên pành ha chẳng khăn ông chân quạt dô đăng chân quạt nghị mở pra chùm mùi nâng phục sọc hết chùm mùi nâng phục đại miên xăng đà chân ngay đại chìa cả ta đại thua ơi phục sọc hết miên chả cho phụ nơi khăn ông tìm xa hay lụ đạch khăn tèm đồng bà cái nhà chùm rịa bán thế tha xâm rạp phục sọc hết nâng khăn ông hôn thà ni đà ni ta miên bọn màn bọc hết đại ពុកសុខភាពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថានីដានីនេះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែរពីព្រោះថាសន្ទុះនៃការលក់ចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តឃើញថាមានការវាយចេញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពុកសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដតីខ្ញុំអដឹងថាពុកយ៉ាបែបមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតផលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថានីនេះគឺជាពុកមួយដែលមានស្តង់ដារចាមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាប័ណ្ណ ISO ត្រឹមត្រូវមានទទួលស្គាល់ទៅលើការផលិតជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានស្តង់ដារនិងគុណភាពទាំងផ្ទៃខាងក្រៅទាំងផ្ទៃខាងក្នុងយើងមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមុនយើងចេញមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារក៏ដូចជាដាក់តាំងនៅក្នុងសូរូមបង្ហាញជូនទៅកាន់អតិថិជនហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងការចុះពីអាជ្ញាប័ណ្ណ ISO 9001និង2008អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលគឺអាចធ្វើការមកពិត្រុពិនិត្យឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងសូរូមថានីដានីយើងមានច្រើនប្រភេទមែនតែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់អញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ចាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសាខាធំនេះគឺស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ1986កែងជាមួយនឹងផ្លូវ1003នៅខាងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសិនសុខហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនតំណាក់តំណងមកមុនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាទីតាំងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងគឺយើងមានលេខទូរស័ព្ទ096ការ៉េ8018និង097 511និងការ៉េ7ឬក៏អាចខនថិចតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនថានីរនីយើងបានចា៎ហើយសម្រាប់ពុកនៅក្នុងសូរូមថានីរនីគឺមានច្រើនប្រភេទមែនទែនហើយបើទៅឲ្យរៀបរាប់ក្នុងអូននេះគឺរៀបរាប់អត់អស់ទេយើងមានជាមួយនឹងពុកជាច្រើនប្រភេទដែលសម្រាប់ទូបីជាបងប្អូនដែលគាត់អាយុច្រើនក៏ប្រើបានក្មេងក៏ប្រើបានជាពិសេសគឺយើងមានទាំងតូនមានទាំងរឹងដូចជាមានកស៊ូដងប្រេងមានប្រភេទពុកអូតែពុក number 1 resort ខ្ចប់ពុក island ជាប្រភេទពុកសុខភាពចាហើយសម្រាប់ផលិតផលយើងគឺសុទ្ធតែទទួលបានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងករណីដែលយើងដឹកជញ្ជូនទៅឬក៏នៅពេលដែលយកទៅឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាដាច់រលាត់រហែកឬក៏មានបញ្ហាខូចអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុននឹងទទួលការដូរជូនបងប្អូនតែម្ដងចា៎ហើយសម្រាប់ផលិតផលនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានការធានាចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅហើយក៏មានជាមួយនឹងការធានាដូរថ្មីរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំទៅតាមប្រភេទពូកនីមួយៗតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញបានដោយជឿជាក់ដោយទុកចិត្តពីខាងក្រុមហ៊ុនយើងព្រោះដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមានការធានាហើយការវិខ្ចប់គឺសុទ្ធតែមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយមានទាំងការធានាទៅលើការបដូរការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញទៅគឺខបបំណងទេព្រោះដោយសារតែទិញតែផលិតផលមួយចម្លៃសំរុំប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំមែនតើបាទចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញានេត្រាបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសក្នុងការជឿពុកដើម្បីសុខភាពរបស់យើងបាទបាទនៅពេលដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់កញ្ញានេត្រាធ្វើការបកស្រាយមុននេះលោកអ្នកប្រហែលជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាក្នុងការនៅពេលយើងជ្រើសរើសពុកក្នុងការគេងក៏ដូចជាពុកដើម្បីសុខភាពរបស់យើងតើយើងត្រូវជ្រើសរើសបែបណាពីព្រោះថាដំណេកគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកបាទខ្ញុំបាទក៏ពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលកញ្ញានេត្រាបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារយ៉ាងក្បោះក្បាយជូនដល់កម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនថានីដានីឲ្យកាន់តែមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនជាពិសេសនោះគឺថាលក់ដាច់កាន់តែច្រើនផងដែរបាទ